Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Thị Minh Nhật. Hiện tại thì mình đã làm việc trong ngành du lịch được khoảng 3 năm rồi. Và thị trường của mình chủ yếu là mình sẽ làm trong cái mảng nội địa. Và hiện tại trong tương lai thì mình đang mong muốn trở thành một ứng viên quốc tế cũng như là đi du lịch khắp thế giới. Và đó chính là lý do mà mình đã chọn trung tâm TSES để học tiếng Anh. Và ngày hôm nay thì mình được trung tâm TSES tạo điều kiện cho tham gia nói chuyện với người nước ngoài này. Thì mình rất là vui và rất là phấn khởi bởi vì là mình được trò chuyện với các anh chị cũng như là được làm quen với rất nhiều bạn mới và được trò chuyện giao lưu với người nước ngoài với nhiều chủ đề ở trong cuộc sống, ví dụ như là du lịch, gia đình, sở thích và các món ăn ở Việt Nam. Mình hy vọng là trung tâm TSES sẽ tạo điều kiện cho nhiều học viên để có thể tham gia nhiều thế này hơn nữa. I love everything. Besides, there's just one thing I don't like, it's durian. I don't like durian. It's very... What is your hobby? My hobby is reading, traveling, and I love sport. Yeah. What kind of book do you usually to read? I like reading psychology books, and I like reading adventure books. Yeah.